Công ty cổ phần Phúc Sinh Trải qua hành trình phát triển xuất phát từ công ty quốc tế Phúc Sinh, thành lập từ năm 2001 với 3 thành viên ban đầu. Được thành lập từ 2001, công ty từng mang tên công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Phúc Sinh với 3 người sáng lập. Tới năm 2005, họ xây dựng nhà máy tiêu sạch đầu tiên mang tên Vietspeed. Động thái tiếp theo năm 2008 là việc thành lập phòng thí nghiệm và đội ngũ xe container đặc biệt chuyên chở hàng hóa cho Phúc Sinh. Trải qua sự phát triển và chấp nhận thách thức, công ty đổi tên thành Công ty Phúc Sinh vào năm 2010. Với tinh thần kiên trì theo đuổi chất lượng và đặt tín, lên hàng đầu, Phúc Sinh đã không ngừng phát triển về quy mô và hiệu quả hoạt động, trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản của Việt Nam. Nhiều năm liền, từ 2006 đến nay, công ty đứng đầu về xuất khẩu tiêu với 8% thị trường toàn cầu và nhiều lần trong top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê sản phẩm của Phúc Sinh đã có mặt và phân phối trên hơn 98 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tầm nhìn tương lai của công ty hướng đến việc phát triển các chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp quy mô lớn, chuyên nghiệp trên toàn thế giới củng cố sứ mệnh trở thành tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản của Việt Nam. Năm 2019, công ty giới thiệu sản phẩm hồ tiêu sấy lạnh với thương hiệu K Pepper trên thị trường nội địa, bao gồm cả dòng sản phẩm tiêu sấy lạnh và nước sốt tiêu, phân phối qua các kênh bán lẻ hiện đại như siêu thị, Cửa hàng tiện lợi. Doanh số năm 2019 ước tính đạt khoảng 220 triệu đô la Mỹ, với 80 triệu đô la Mỹ từ hạt tiêu và phần còn lại từ cà phê và các sản phẩm khác.